Hello, chào các bạn nha. Tại anh em mình hôm nay đi rất là vinh dự được đi cùng với cả đoàn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Hôm nay sẽ có một buổi làm việc chia sẻ về vị lãnh tụ của Việt Nam chúng ta là Hồ Chí Minh. MPLA của Angola. Đỗ xe thôi. Lần đầu tiên mình vào trong khu vực này. Mặc dù đi qua rất là nhiều lần. Quem é essa mochila aqui? Hội thảo. Đây là hội thảo tư tưởng của Hồ Chủ tịch. Hội thảo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ Việt Nam với Angola. Bên này có treo cờ của Việt Nam đấy các bạn. Rất là vinh dự. Đây là khu chụp ảnh đấy. Chụp ảnh đây. Đứng luôn. Trước khi vào buổi hội thảo thì mình đi quay một vòng cho các bạn xem ấy. Đây là đảng MPLA, cũng là đảng đang gọi là điều hành nhà nước. Ngoài đảng MPLA ra thì còn có một vài đảng nữa. Dạ, ta tự mình. Đây bên này sẽ là bên khu Việt Nam ngồi. Phía bên kia sẽ là bên của nhà nước chính phủ Angola. Dạ chị ạ. Bên này là đoàn 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 đoàn. Dạ vâng ạ. Đây là những hình ảnh mà các cũng là các vị lãnh tụ. Đây, 64 Anus cũng là Angola cũng có thời kỳ 64 năm là chiến tranh hay không? Để Lusta chiến thắng kỷ niệm 65 à 64. Mình thì cũng không biết rõ lắm nhưng mà mình 64 Anus kỷ niệm để Victoria. Đây là những có vị tướng này là President thì là mình biết vì là ở bên này cũng có một cung đường mang tên của ông là Antonio Agostino Neto. Vị lãnh tụ này là cũng được tạc tượng ở trong cái chỗ bùng binh mà gần đường Hồ Chí Minh ấy. Mình không nhìn rõ mặt nhưng mà hình như là như vậy. Có gì sai các bạn thông cảm. Đây là những vị và những vị tướng, những vị lãnh tụ có rất nhiều hình ảnh ngày xưa này. Đây đây là đảng của MPLA nhé, cũng có học sinh học này. Đây cũng có chủ huy của quân đội này. Đây những người lính trong thời kỳ kháng chiến này. Đây nhìn những người châu Á nhé các bạn nhé. Không rõ nhưng mà nhìn những người châu Á nhé. Để mình đi sang bên này xem tiếp.
quảng trường này. Ngày trong ngày chiến thắng này. Đây, lá cờ rất giống lá cờ của Việt Nam mình nhé. Nhìn như lá cờ Việt Nam mình nhé các bạn. Nhưng mà trên là đỏ, còn dưới là đen. Đây đoàn của Việt Nam. Đoàn của mình có tên vâng, xin kính chào toàn thể các quý vị đại biểu, kính chào các đồng chí và đại diện thay mặt cho lãnh đạo của đảng FPLA. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được cái lời mời tham dự đồng chủ trì cùng với đoàn đại biểu cấp cao của Cộng sản Việt Nam chủ trì hội thảo về thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thảo hết sức ý nghĩa hôm nay với chủ đề thân thế sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Angola và Châu Phi. Cùng ở đây đi sao từ Solidaridad hiện ra thì Việt Nam em có lý do là ở đây là sao vì ông ta muốn chúng tôi tuôn ra một cái crisis của việc chúng ta còn đang là em có là ngày đêm thường xuyên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào đời sống, trở thành nếp nghỉ nếp sinh hoạt hàng ngày, là cái chỉ nam cho mọi hành động của đảng và dân tộc Việt Nam. Việt Nam và Angola tuy cách xa về địa lý nhưng luôn gắn kết bởi sự tương đồng về lịch sử. Khi hai nước đều có chung khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Cảm ơn bác ạ. Dạ, cảm ơn bác. Ôi, em chào bác. Lâu quá rồi. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy bác. Chào. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Chào em. Lâu quá. Đây là các khu nhân của sư quán và các chị em ở trong cộng đồng ạ. Dạ, vâng. Chào bác. Chào. Chào. Chào bác. Dạ, vâng. Tiếp. Dạ. Sao? Đây ạ, mình sẽ đợi hoa tưởng bạn. Vâng. Dương hoa đây ạ, không hương. Vâng, hoa ạ. Cùng với sư trưởng đấy ạ. Dạ. Không, để có bệ mà, đây. Đây, để lên. Dạ vâng. Em xin phép mời mọi người là hát quốc ca. Vâng. Đồng quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp bình xa. Cởi máu chiến thắng mang hồn nước, xung ngoài xa chen cung quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù, thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mong ra xa trường tiến lên, cùng tiến lên. Nước non Việt Nam ta vững bền. Cảm ơn tụi ông. Thì ở đây thì thi thoảng cũng có những cái cuộc triển lãm hàng nông sản và xuất nhập khẩu của các nước, thì sư quán cũng đi gom hàng và mang đi. Bây giờ mình tưởng trưng thôi, hàng Việt Nam thì phong phú lắm. Dạ vâng. Thì cái này cũng nói với các địa phương là gửi sang. Dạ. Rồi các bạn đấy. Dạ. Người Mỹ nhìn không nhận thấy. Hai ca. Thủ trưởng ở đây ạ. Tôi xin phép thủ trưởng em. Kính thưa đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta thăm Angola. Kính thưa đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Thưa các đồng chí thành viên của đoàn, thưa đại diện cộng đồng bà con cũng như là các anh chị em của đại sứ quán. Cuối cùng thì sau nhiều ngày mà mong đợi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã được đón đoàn đại biểu cấp cao của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn thăm đại sứ quán ta nhân dịp đoàn đến thăm và công tác tại Angola. Thì cũng báo cáo với mọi người là trong đoàn thì đa số là đều là lần đầu đến Angola. Trước hết thì xin thay mặt bà con cộng đồng người Việt tại Angola cùng cán bộ, nhân viên đại sứ quán xin được chúc mừng đồng chí trưởng ban vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến nhiệm bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, và xin được cảm ơn thủ trưởng và đoàn đã dành thời gian đến thăm sứ quán, gặp mặt cộng đồng và cán bộ, nhân viên đại sứ quán trong bối cảnh là chương trình hết sức là bận rộn. Cháu xin phát biểu, cháu tên là Lâm Tiến ạ. Cháu thì cũng là một người rất là trẻ tuổi ở trong đây. Thì cháu cũng được biết là nguyện vọng của bà con ở đây là cũng muốn là có một ngân hàng nhà nước Việt Nam sang đây để giúp đỡ bà con lưu thông cái dòng tiền. Thì khi cái dòng tiền mà lưu thông thì bà con sẽ làm ăn ở đây sẽ rất là ổn định hơn.
cách đây khoảng 2-3 năm trước thì người Trung Quốc cũng sang đây làm ăn rất là tốt, nhưng mà cái dòng tiền họ cũng không thể lưu thông được về đất nước họ, nên là nó còn một số hạn chế. Nhưng mà từ khi mà ngân hàng của nhà nước Trung Quốc mà đặt chân vào đến Angola thì khi đấy là nền kinh tế của Trung Quốc đang phát triển rất là mạnh mẽ ở bên này, thì cháu cũng mong muốn là nếu mà các bác mà nhà nước chính phủ Việt Nam hỗ trợ được ngân hàng Việt Nam sang bên này để giúp đỡ bà con lưu thông cái dòng tiền thì bà con Việt Nam mình ở bên đây sẽ phát triển tốt hơn. Cháu xin cảm ơn. Cái này anh em ngoại giao là phải một cái chương trình tổng thể, ví dụ như vừa rồi hội nghị ngoại giao tổng kết năm đấy, vâng, mình phải thống nhất trên khắp thế giới.